mới đầu nghề thôi mà thấy nhân phẩm hơi thơm thơm rồi đó mọi người ơi. Rồi ok, một viên ngọc bích luôn. Ôi rồi ơi. Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Thì trước khi bắt đầu video mới ngày hôm nay thì mọi người nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Ôi. Đấy, tôi nói mà nhân phẩm hơi thơm mà. Ôi trời ơi. Mới đầu ngày thôi một viên ngọc bích, một con bóng sáo, phải cả linh hồn luôn mọi người ơi. Ghê thiệt luôn đấy. Nói chung là bữa giờ tôi câu đâu đó là khoảng mười mấy cái bóng sáo luôn rồi mà nó chưa lên cái con vương mị nào hết trơn ấy. Thì cũng mong rằng ngày hôm nay gán lên một cái con vương mị nha mọi người. Bữa giờ là tôi săn ở biển sâu không đấy, chứ mà tôi săn ở xa khơi là hơi bị nhiều bóng sáo nha. Tại tôi đang kiếm cái con đầu công đó mọi người, mà mười mấy con rồi mà chưa lên đầu công nữa. Rồi ok, đã nhấp thành công rồi mọi người ơi. Rồi ok, khúc này là gây cắn nha mọi người. Phải trưởng luôn, lại là đầu bò. Trời ơi, sao cái con này giờ mà nó nhiều. Nói chung là cái con này tôi thấy nhiều ghê luôn ấy. Mà tôi câu đầu công mà nó không lên, mà cứ nó lên đầu bò. Ôi trời ơi, cũng là đầu không mà, tại sao không lên đầu công đi. Mà cái con này sao với lại là cái con xe y nó giống hệt nhau à mọi người. Hình như là như vậy ấy. Hình như là cái con xe y là nó hơi đen, còn cái con này là nó hơi xám xám đúng không ta. Chứ tôi thấy hai con nó tương tự mọi người. Rồi ok, đầu ngày thì được một cái em đầu bò rồi nha mọi người. Nói chung là hôm nay là đi câu rất là nhiều mà chưa có một cái con bóng sáo nào mà nó có vương miệng luôn á mọi người. Mà nó cũng chả lên được đầu công luôn. Rồi ok, đầu ngày được cái mặt lợn này luôn nha mọi người. Ok thì hôm nay sẵn tiện đây thì tôi cũng muốn tìm cái cách, một cái mẹo gì đó mà nó lên được cái con vương miệng nha mọi người. Chứ thật sự thì câu rất là nhiều bóng sáo rồi mà một con vương miệng nó cũng không cho nữa, nó lên lại cua nhện nữa này nè. Con này luộc ăn cũng ngon đó mọi người. Rồi ok thì tôi sẽ nghiên cứu thử coi có cách nào lên được vương miệng hay không nha. Nếu mà lên được vương miệng bằng một cái cách nào đó thì tôi sẽ chia sẻ ra cho mọi người nha. Rồi ôi lại bóng sáo nữa à. Ôi nhân phẩm hôm nay tốt dữ trời. Mà tôi dùng toàn cái chiếc cần câu BA01 này nè mọi người. Đấy mà nó lên bóng sáo cũng rất ổn nha. Bây giờ á, là đứt dây hay không là biết liền à. Ăn thua phát đầu thôi mọi người. Còn nếu mà nó đã kéo rồi là chắc chắn là thành công đấy. Rồi ok, nó đã kéo rồi mọi người ơi. Ôi dồi ôi, lại đầu bò. Trời ơi là trời, sao mà đầu bò nhiều vậy. Ôi dồi ôi, biển sâu là chỉ có hai con thôi, một là đầu bò, hai là đầu công. Mà nói chung là mấy bữa trước á, là tôi câu là hầu như là nó lên được là hai cái con cá voi lưng rù luôn đó mọi người. Đấy là cũng trong biển sâu đấy, mà không hiểu là do mình đứng sai vị trí hay là nó đã xuất hiện ở trong biển sâu đó mọi người. Mà cái con này bây giờ là trong biển sâu là hầu như là câu cái con này không à trời. Rồi ok, thì bây giờ là phải đi nghiên cứu lại cái cách để mà câu được cái con vương mị nha mọi người. Thì bây giờ là tôi thử đổi phong thủy một chút xíu nha. Bây giờ là lạng lách một chút xíu coi kiếm coi có cục đá nào hay không nha mọi người. Rồi ok, thấy cái đây nè. Đấy, bay lại đập chứ không gì. Nói chung là bây giờ là thấy đập đá rồi đi câu cá, thử coi nó lên được hay không nha, cái đó thì không biết trước. Giờ ok, được cục đá trời. Phải mới đập có một cái bể rồi. Ôi trời ơi luôn. Cho em chụp tấm hình. Rồi ok, chụp đi. Đấy. Đó, đợi nha mọi người, đợi người ta chụp cái. Biết đâu người ta chụp xong cái mình lên được cái con bóng sáo vương miệng thì sao. Rồi ok, chụp xong rồi đấy. Ok, bây giờ là bắt đầu đổi server tiếp nha mọi người. Thì nói chung là cái cách đập đá đó để mà ra được đá hiếm ấy, thì trước đây á, là hình như là tôi từng làm clip, tôi có nhắc rồi đó mọi người, là chúng ta đổi server liên tục. Đổi server liên tục thì nó sẽ nhân phẩm hơn. Thì tôi nghĩ là như vậy thôi, vì tôi đổi server liên tục nó hay ra đá hiếm lắm mọi người. Rồi ok, để tôi thử coi. Ồ, hình như nó mới ra cái gì á. Cắt nhanh quá, nhanh tay quá. Nó ra cái gì vậy ta? À, ra hồng ngọc. Đây nè. Ôi dồi ơi. Ôi, quen tay mọi người, cắt nhanh vải trưởng. Ôi dồi ơi, ghê chứ mọi người. Mới đổi server thôi đấy nha. Đó, mọi người thấy không? Là cái cách đổi server này để mà đập đá cũng rất là ngon mọi người, rất là hay đấy nha. Giờ ok, qua một cái ngày tiếp theo nha mọi người. Nói chung là tôi quay 2-3 ngày gì đấy tôi ghép lại mọi người. Tại vì tôi thật sự tôi không có thời gian. Lâu lâu ngày nhiều khi tôi chơi được có 1 tiếng 2 tiếng rồi mọi người. Thì cái đợt mà thi câu sò đấy là tôi được 3 cái vé cua
vé bono này nha. Giờ ok, để tôi đập thử coi nó ra được cái gì hay không nha mọi người. Nói chung là bữa giờ cũng đập nhiều rồi, có bữa đập 10 lần luôn đấy mà không ra được cái gì chứ ấy. Rồi ôi, cái này là trang phục à, ôi với VIP luôn. Rồi ok, tiếp luôn nha mọi người. Đấy, có mấy vé à, 4 vé, để dành dụm được 4 vé đó mọi người. Rồi ok, cái vé thứ tư luôn nha. Bữa đập 10 vé luôn, 10 vé một lượt luôn mà không ra được cái gì hết trơn á. Nói chung bữa giờ chắc đập cũng khoảng 30 vé rồi đấy. Rồi ok, nịch tiếp rồi mọi người ơi. Đi trang như chiếc con mỏ neo luôn á, trời tôi đập mà không ra được cái gì hết trơn á mọi người. Tôi đập 2000 mấy viên kim cương, đằng 3000 viên kim cương rồi đấy. Rồi ok, đây trang phục đấy. Ui, cũng rất là đẹp nha. VIP, đúng không hữu danh là VIP nha mọi người. Rồi ok, để coi cái ba lô nào nó phù hợp nha. Đây, thấy tôi đập mấy cái ba lô này quá trời luôn nè mọi người thấy không. Bắt đầu sử dụng cái trang phục này đi đập đá tiếp nha mọi người. Rồi ok, bữa giờ tôi thấy nhiều người hay đập đá đấy, rồi tìm mẹo, tìm cách gì đấy. Thì bây giờ là tôi thử đi đập đá, thử coi tình hình bây giờ nó như thế nào nha. Rồi đập đá xong một chút xíu nữa đi câu cá thử coi nó lên được vương miện hay không nha mọi người. Rồi ok, hỏng luôn, sửa luôn. Tôi có cây búa mọi người, mà cây búa nó đập nó tỷ lệ nó ra kém quá, nên là tôi dùng cái cuốc này nha. Rồi ok, đấy bây giờ là di chuyển liên tục, đổi server liên tục luôn nha mọi người. Đấy, có mình bữa thôi đấy. Bây giờ đập đá bây giờ là thấy nhiều người đập trở lại rồi đấy, chứ có một đợt của mọi người là đâu có ai đập đâu. Buồn dễ sợ, đập mà sợ ma nhát cũng chết luôn á. Rồi ok, đập mình đấy. Rồi không ra được cái gì luôn, địch hết rồi. Mấy cục này nhỏ nhỏ vậy chứ nhiều khi nó có vỏ đâu nha mọi người, chứ không phải là nhỏ rồi chúng ta bỏ đâu nha. Bữa nào mà thiên thạch nó rơi lại chắc vui lắm à trời. Bữa đập thiên thạch vui quá trời. Tự nhiên nghĩ, ôi ghê chưa đấy, nó nhỏ mà nó có vỏ nha mọi người. Kim cương hiếm đấy nhé, ganh tị chưa nào. Ôi giời ơi, phải cả linh hồn đấy, được 2 viên đá quý rồi nha mọi người. Rồi ok, tiếp tục nha mọi người. Bắt đầu hôm nay là coi như là gọi là hành tẩu giang hồ, đi tìm đá quý nha. Rồi cái chỗ này, mấy cái cục đá này bây giờ hình như là nó fit cái kiểu mà đập nó nhanh vỡ hơn hay sao mọi người ơi. Thấy nó nứt nhanh lắm nha. Ôi, đấy, tôi chưa nhắm cho chính xác nữa đấy mà nó đã bể rồi. Ôi dồi, đập không ra cái gì ngoài cái nịch luôn. Rồi tiếp tục luôn nha mọi người. Ôi đá đây nè, to quá trời to luôn, không có ai hết trơn á, sướng nha. Rồi ok, tiếp là rồi. Ôi, ôi dồi ôi, đấy, dạy hồng ngọc nữa nè. Ghê chưa, đấy. Bây giờ là cái kiểu này là đi săn là chắc nó lên vương miện. Nói chung là ngày hôm nay tôi thấy nhân phẩm tôi nó tốt sao mọi người ơi. Giờ ok, để đi câu lại thử coi nó lên được vương miện hay không nha mọi người. Nói chung là lâu lắm rồi tôi không có ra xa khơi tôi câu luôn đấy mọi người. Toàn là câu ở biển sâu không đấy, câu rằng mấy con xanh này nè mọi người, để kiếm cái con đầu công đó mọi người, nhưng mà nó khó ra quá. Còn nếu mà câu ở ngoài xa khơi là chắc bóng sáo nó sẽ nhiều hơn nha. Vì xa khơi là nó tới 4 loài bóng sáo, còn nói chung là biển sâu là nó chỉ có 2 loài bóng sáo thôi. Lâu lâu có mấy cái con kia nó chán xa khơi quá thì nó bơi vô biển sâu á mọi người, chứ hiếm lắm. Rồi ôi, mặt báo luôn đấy. Xưa bóng 5 á, giờ bóng 4 đó mọi người. Đấy, lâu lâu gặp lại cũng vui ha, cũng nhớ chứ bộ mọi người. Giờ ok thì bắt đầu bây giờ là cầm cái vợt ra vớt bóng sáo nha mọi người. Đấy, nó chơi chứ hồi nãy giờ đi tính đi bắt con trùng đấy, rồi đi câu cá thử coi mà không bắt được con nào hết trơn mọi người ơi. Giờ ok, tiếp tục câu cá nha. Giờ ok, để xem thử coi ở đây nó có bóng sáo không mới được chứ. Rồi ok, để thử cái mồi liên tập nha mọi người, chứ nhiều khi câu cho đã luôn rồi cái chỗ đó nó không có bóng sáo là mệt lắm luôn đấy. Mà cái này là gần rằng hố xanh là chắc là có rồi. Giờ ok, chính xác là có bóng sáo nha mọi người. Rồi ok, bây giờ là bắt đầu đổi sang màu bạch tuộc nha. Rồi ok, bây giờ là bắt đầu câu thề cho mọi người. Thì nói chung là bây giờ là dùng mồi hay không dùng mồi thì tôi thấy là nó cũng hình như là nó giống nhau mọi người. Tại vì nhiều khi dùng cả ngàn mồi luôn đấy mà nó đâu có lên được bóng sáo đâu, mà đôi khi không dùng mồi thì nó vẫn lên bóng sáo bình thường nha. Nên là tôi thấy là mồi thì nó không có tăng tỷ lệ gì chứ mọi người ơi, nó kiểu vẫn là hên xui, vẫn là nhân phẩm hay sao đó. Thì nói chung là câu nhiều thì nó sẽ lên bóng sáo đấy, tôi thấy là nó như vậy đó mọi người. Nhưng mà nó lên được cái con mà mình mong muốn hay không thì đây nè. Đấy rồi ok, bóng sáo đã xuất hiện nè mọi người. Đấy, tôi quay gần vậy đó mọi người cho nó phực lên mình giật mình chơi vậy đấy. Rồi ok, đã nhấp thành công nha mọi người. Đấy rồi ok, bắt đầu kéo nha. Hồi nãy mà tôi hồi hộp quá đó mọi người, mà tôi bấm nhầm, tôi bấm mà nó biến dây thành màu đỏ đó mọi người, rồi nó lên cái con vương miện này luôn.
tôi cũng không biết là do dây đỏ nó lên vương miện hay là do đi đập đá nhiều quá nó lên vương miện nha mọi người. Mà nói chung thì 60% vẫn là nhân phẩm thì 40% vẫn là mèo. Thì nếu mà ai có gan á thì bấm cái dây màu đỏ đi rồi nó sẽ lên vương miện nha. Nhưng mà tôi nghĩ không ai dám có cái gan đó đâu mọi người ơi. Giờ ok thì khả năng là chắc là đập đá đấy. Thì tôi nói chung là tôi làm đủ trò đủ mẹo thì nó cũng đã lên được vương miện rồi, cũng dư rồi mọi người ơi. Ok, rất là thành công luôn rồi. Thôi video mình xin dừng đây nha. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho nào nha.